Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bão số 4 chuẩn bị đổ bộ, Thủ tướng họp khẩn chỉ đạo ứng phó bão số 4 Noru. Từ 7 giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó khẩn cấp với bão số 4 Noru. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Cuộc họp được kết nối trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trụ sở Ủy ban Nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có liên quan. Bão Noru đi vào Quảng Trị, Quảng Ngãi, giật cấp 15. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 170 km về phía Đông Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, nước dâng do bão 2 đến 5,5 mét, mưa lớn trên 450 mm một đợt. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía tây nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10 sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8-9 sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Sóng biển cao 9-11 mét, biển động dữ dội. Từ chiều nay, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 12-13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 4-6 mét, vùng gần tâm bão 6-8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, nước dâng do bão cao 1,2 đến 1,7 mét, mực nước tổng cộng, nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 2 đến 2,5 mét, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn.
cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ tối và đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 300-400mm một đợt, có nơi trên 450mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4. Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3. Sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó khẩn cấp với bão số 4, bão Noru, một trong những cơn bão lớn nhất ảnh hưởng tới nước ta những năm qua. Thủ tướng yêu cầu phải có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản, di sản, điều kiện, sinh kế của người dân ngay khi bão chưa đổ bộ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 8 địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng chịu ảnh hưởng của bão: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, 88 quận, huyện, thị xã, 1.155 xã, phường, thị trấn. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ và có các cuộc họp chỉ đạo về công tác ứng phó bão. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đang có mặt ở miền Trung để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó bão. Phát biểu đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các tỉnh, thành phố đã triển khai các giải pháp, nhiệm vụ được giao, nhưng Thủ tướng vẫn tiếp tục triệu tập cuộc họp để rà soát lại công tác chuẩn bị ứng phó bão và ứng phó với các diễn biến sau bão. Nhân dân ở xã, phường nên cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới cấp xã, phường, phải có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản, di sản, điều kiện, sinh kế của người dân, phải bảo vệ tính mạng, tài sản người dân ngay từ khi bão chưa đổ bộ, bởi phòng hơn chống, Thủ tướng phát biểu. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ như khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, kêu gọi ngư dân không đánh bắt trong những ngày này, rà soát kiên cố sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ học sinh, khách du lịch, bảo vệ di sản, nhất là phố cổ Hội An, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão, nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Là lãnh đạo địa phương phát biểu đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh cho biết, đến nay gần như toàn bộ diện tích lúa và 85% diện tích thủy sản đã được thu hoạch, chỉ còn 3 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm nhưng dự kiến 10 giờ sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm. Theo số liệu cập nhật, hơn 44.000 hộ dân được di rời, lương thực đã được bố trí dự trữ, đặc biệt là khu vực vùng núi có nguy cơ chia cắt cao, các hồ thủy điện đang ở mực nước thấp nên có thể yên tâm về khả năng đón lũ với 900 triệu mét khối nước. Lực lượng thanh niên xung kích với 12.000 người đã sẵn sàng. Sau cuộc họp, tỉnh sẽ triển khai 3 đoàn công tác tới địa phương để ứng phó bão. Đồng chí Trần Lộc, lãnh đạo phường Tân An, thành phố Hội An cho biết đây là phường ven biển, địa phương sẽ cố gắng cao nhất, tập trung chẳng chống nhà cửa, di dời dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế thấp nhất tài sản, ảnh hưởng tới di sản Hội An, các ngôi nhà cổ. Lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết đến nay còn 17 hộ dân chưa di rời. Huyện không di rời tập trung mà xen ghép với các hộ dân khác. Thủ tướng yêu cầu nếu tình hình căng thẳng có thể tính tới phương án di rời dân và đất liền. Lãnh đạo huyện đảo cho biết nếu cần có thể huy động hầm quân sự để người dân tránh trú.
lãnh đạo xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế cho biết đã phân công các đảng ủy viên về các thôn để kiểm tra, đặc biệt quan tâm người già, trẻ em, người ốm, phụ nữ mang thai, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân và hệ thống nghe nhìn trong những ngày bão. Lãnh đạo phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã phân công trực 24/24 giờ trong những ngày qua để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. 9 tàu của phường đã vào nơi tránh trú an toàn, trên địa bàn chưa có người dân nào phải di rời. Lãnh đạo xã Pê, huyện Krông Plông, tỉnh Kon Tum cho biết đội ngũ cán bộ đã chia làm các tổ đi vận động người dân không đi rừng, qua sông, qua suối trong những ngày này, chuẩn bị đề phòng các điểm sạt lở, học sinh đã nghỉ học ở nhà để ứng phó bão. Lãnh đạo huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết huyện đã có hơn 660 tàu thuyền các loại đã vào khu neo đậu an toàn, không còn ngư dân trên biển. Hơn 1.700 hộ, hơn 6.000 nhân khẩu đã có phương án di rời, học sinh nghỉ học từ chiều ngày hôm nay. Cuộc họp cũng nghe lãnh đạo phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, xã Klaka, huyện Chupa, Sa Lai, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum báo cáo về công tác chuẩn bị. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, sau khi kiểm tra, ông nhận định các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã nghiêm túc triển khai công tác phòng chống bão. Chúng ta có thể tương đối yên tâm với công tác đảm bảo an toàn hồ đập. Bộ trưởng đề nghị nhấn mạnh quan điểm không hối tiếc khi ứng phó cơn bão này bởi mọi sự thiệt hại về tính mạng và tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên biển, còn 9 tàu đang di chuyển về phía Nam vào nơi an toàn, nhưng 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phải quyết liệt, tích cực hơn bởi không loại trừ khả năng bà con sẽ đánh bắt khi thấy cá nhiều do bão. Cùng với đó, hết sức quan tâm, phát hiện kịp thời xử lý các nguy cơ sạt lở đất, các vấn đề vận hành liên hồ chứa, hồ thủy lợi, đập thủy điện, giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống, không để địa điểm nào bị cô lập do mất thông tin liên lạc. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, theo dự báo của các cơ quan chức năng, cơn bão số 4 diễn biến phức tạp, tăng 2 cấp so với ngày hôm qua, cường độ mạnh, di chuyển nhanh trong khi khả năng ứng phó còn có những hạn chế. Thủ tướng nhất trí với quan điểm công tác phòng chống bão phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cao hơn một cấp để có sự chủ động chuẩn bị. Nếu chuẩn bị tốt thì khi cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh hơn, dự kiến thì vẫn đảm bảo an toàn. Ngược lại, nếu bão đổ bộ mạnh hơn dự kiến mà không chuẩn bị tốt thì thiệt hại sẽ lớn. Những ngày qua, các địa phương đã hướng dẫn gần 58.000 tàu thuyền với khoảng 300.000 lao động di chuyển, tránh trú, gia cố, di rời 4.500 lồng bè thủy sản, lên kế hoạch và tiến hành sơ tán trên 100.000 hộ với gần 400.000 dân tại các vùng nguy cơ cao. Thủ tướng hoan nghênh tinh thần của các tỉnh, thành phố, các thành viên ban chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thời tiết thế nào. Như khi trước bão thì có thể trời quang, mây tạnh. Đồng thời cũng không để bị động bất ngờ gây thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân, không hốt hoảng, lo sợ, mất bình tĩnh. Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo khẩn trương quyết liệt nhất, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Vừa phòng tốt, vừa chống đỡ có hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị tốt nhất để kịp thời ứng phó diễn biến xấu có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là bảo vệ tính mạng người dân, cương quyết di rời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Trong đó hết sức chú ý bảo vệ các đối tượng yếu thế, học sinh, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người tàn tật, khách du lịch phải ở lại do bão. Thủ tướng yêu cầu thời gian không còn nhiều, các bộ ngành địa phương liên quan từ tỉnh tới cấp huyện, cấp xã phải ra soát lại và tiếp tục triển khai ngay các công việc. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo chính xác nhất có thể, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan, người dân. Các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để tập trung chỉ đạo ứng phó bão, phân công các đồng chí trong đảng ủy, thường vụ đảng ủy xuống kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương trọng điểm, ứng trực, chỉ đạo ứng phó tại cơ sở. Thủ tướng yêu cầu cương quyết di rời người dân khỏi vùng nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, ven biển, cửa sông, nhà yếu không đảm bảo an toàn, nơi nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Việc sơ tán dân, nhất là vùng ven biển, phải hoàn thành sớm nhất trước khi bão đổ bộ.
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cần thiết khi cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, không để người dân ở lại trên lồng bè, tàu thuyền, khu vực không an toàn, rất khó khăn khi ứng cứu trong lúc bão đổ bộ và nguy cơ cao thiệt hại. Các địa phương, các lực lượng chức năng như công an, quân đội bố trí lực lượng đảm bảo an ninh an toàn để người dân yên tâm sơ tán, bố trí lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, chuẩn bị y tế cho người dân. Rà soát tàu thuyền, liên hệ tới từng chủ tàu, không để tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, rút kinh nghiệm từ ứng phó các cơn bão trước đây khi hàng trăm tàu thuyền hư hỏng do va chạm trong lúc neo đậu. Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản. Bộ xây dựng hướng dẫn các biện pháp bảo vệ, hạn chế tình trạng đổ sập, tốc mái các công trình. Chủ động kiểm soát hoạt động đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, hạn chế người dân ra đường khi bão đổ bộ. Kiểm tra lại các cây lớn, dễ đổ, gãy để có biện pháp xử lý an toàn phù hợp. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho các khu vực nguy cơ sạt lở, chia cắt, cô lập, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, nhất là trên biển, trên sông và các khu vực bị cô lập, chia cắt. Các bộ ngành triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân, an toàn hồ đập, các công trình sản xuất, dịch vụ, dầu khí trên biển. Lực lượng vũ trang chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó bão. Các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về ứng phó bão, nhất là các kỹ năng ứng phó bão bằng mọi biện pháp có thể để thông tin nhanh nhất về thiên tai tới người dân. Qua cuộc họp, có thể thấy thông tin liên lạc cơ bản được kết nối tốt, cần tiếp tục duy trì thông suốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Ban chỉ đạo tiền phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ lụt. Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi, cập nhật diễn biến kịp thời để báo cáo Ban chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.